khi em được đến đây, em thấy không gian ở đây rất là rộng và thoải mái. Có rất là nhiều hoa ở đây, rất là nhiều không gian để mình chụp hình. Năm mình trồng 2 vụ, mỗi vụ thì mình phải trồng chuẩn bị đất cái thâu thì khoảng 4 tháng. Thường thì từ tháng 8 âm lịch thì mình đã trồng.